Thưa quý vị khán giả, bước vào mùa tụ trường, các khoản thu đầu năm học mới luôn là vấn đề nóng nhận được sự quan tâm của các bậc phụ huynh học sinh và dư luận xã hội. Vừa qua, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đã thông tin về những giải pháp nhằm ngăn chặn tình trạng lạm thu, thu sai quy định của các trường, các đơn vị liên quan, đặc biệt là ban đại diện cha mẹ học sinh đầu năm học mới. Cụ thể ra sao? Thông tin chi tiết xin được tiếp nối ngay sau đây. Theo Sở Giáo dục đào tạo thành phố Hồ Chí Minh tất cả tên các khoản thu dịch vụ phục vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục không bao gồm học phí phải đảm bảo đúng tên của 26 nội dung khoản thu theo quy định của thành phố. Tất cả mức thu phải đảm bảo không vượt mức thu tối đa theo quy định. Sở Giáo dục đào tạo thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu tất cả các khoản thu phải được thông báo đầy đủ, công khai bằng văn bản đến phụ huynh, học sinh, sinh viên. Bộ phận tài vụ của nhà trường thực hiện thu tiền, phát hành biên lai, hóa đơn thu tiền cho từng học sinh, sinh viên không giao cho giáo viên trực tiếp thu, chi tiền và đồng thời thực hiện đầy đủ các chế độ quản lý tài chính theo quy định. Tất cả khoản thu phải đảm bảo thanh toán không dùng tiền mặt. Sở cũng sẽ tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát tình hình thu chi đầu năm học, chứng chỉnh tình trạng thu các khoản không đúng quy định.